Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh những quả na này. Hãy cùng tô với mình nha.
là chị với Phước mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tông màu rồi tiếp theo.